Yên Mẫn là một làng cổ trong 49 làng quan họ gốc, nay thuộc địa bàn phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và sự phát triển kinh tế, đô thị hóa, nhưng làng vẫn giữ được cụm di tích cổ là đình, chùa và bãi nghè. Những công trình kiến trúc cổ có giá trị văn hóa, lịch sử vô giá của hồn quê Việt Nam. Hội làng Yên Mẫn được tổ chức hàng năm vào 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch. Theo tục lệ từ xưa truyền lại, đây là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, là ước vọng ngàn đời từ xa xưa đến giờ của nền văn minh lúa nước. Đặc biệt, đình làng Yên Mẫn thờ thành hoàng làng, người anh hùng Bính Công, danh tướng giúp vua Lý Nam Đế Triệu Quang Phục đánh tan giặc Lương từ thế kỷ thứ 6. Ngài đã giúp dân làng dẹp giặc cướp, diệt thú dữ, khai khẩn mở rộng đất hoang. Hội làng Yên Mẫn được ban tổ chức hội người cao tuổi tổ chức rất trang trọng. Làng vẫn giữ được lệ cổ của các cụ xưa truyền lại. Đặc biệt nhất là hội rước với nhiều nghi lễ theo tục lệ rất độc đáo, giữ nguyên nét cổ truyền. Theo quy định hiện nay, cứ 5 năm hội làng tổ chức lễ rước một lần. Bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng 10, đoàn rước của làng với đội hình cơ ngũ, cờ quạt, chiêng trống, long đình, ngai kiệu, ngựa hồng, ngựa bạch, đồ tế lễ cùng các đoàn dân quanh vùng, khách thập phương xa gần. Đội tế, dâng hương, câu lạc bộ quan họ, dân vũ, dưỡng sinh, thanh niên, phụ nữ, già trẻ, lão ấu, cờ xí dập trời, trống rong cờ mở, trống chiêng rộn rã, nườm nượp, nô nức, kéo nhau chảy hội. Đoàn rước suốt từ đình dọc qua đoạn phố phường Vệ An, rồi rẽ vào làng Thị Trung, là làng kết trạ theo lệ cổ từ xưa. Làng Thị Trung tổ chức đoàn trang trọng đón rước đoàn Yên Mẫn vào đình làng Thị Trung. Vị chủ tế cùng đội tế trang phục chỉnh tề vào quỳ lễ thánh đình Thị Trung, long trọng rước sắc phong đưa lên ngai kiệu, rồi cùng kéo nhau ra bãi nghè hiện nằm trong khu nhà văn hóa phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Tại nơi bãi nghè, đội khiêng ngai kiệu là những nam thanh niên trai tráng, cao to, khỏe mạnh, vạm vỡ, với những động tác đẹp mắt theo lệ cổ, di chuyển, dừng, tiến, xoay, nâng, hạ kiệu theo hiệu lệnh của ông tổng kiệu gõ trống, đã được chúng tôi ghi lại bằng kỹ xảo quay chậm hết sức đẹp mắt, ấn tượng.
rồi những động tác phất, cầm, chạy cờ cùng tiếng hô rất oai vũ. Những động tác xoay người, có chân đứng thế, múa dùi đánh trống, gõ chiêng hết sức đẹp mắt, nghệ thuật. Sau khi hạ ngai kiệu, an vị tại nơi trang trọng, được đặt nơi trung tâm nhất, tại nơi thờ tự bãi nghè, lần lượt các đội, từ đội tế chính của làng đến các đoàn dâng hương, các câu lạc bộ, các đoàn khách thập phương vào làm lễ xong chừng một tiếng đồng hồ, để mọi người có thời gian tĩnh nghỉ. Và rồi đội nam khiêng ngai kiệu, đổi trang phục cổ là cởi trần đóng khố, người vai đeo bao ruột tượng, người hông thắt bình hồ lô đựng rượu nước, ví như những đoàn chiến binh quần nhau với giặc áo rách sau chiến trận mình trần trở về. Hình ảnh các chiến binh sau khi đánh tan giặc phải mình trần trở về là chiến tích oai hùng. Sau này trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp, hình ảnh người chiến sĩ quần nhau với giặc áo anh bị rách được các mẹ các chị thức thâu đêm khâu vá lại đã tạo cảm hứng xúc động đến cây trào nước mắt cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác nên tác phẩm bài ca Đi cùng năm tháng, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Sau đó đoàn rước chỉnh đốn hàng ngũ chỉnh tề, rước từ bãi nghè đi dọc làng Yên Mẫn về lại đình hạ kiệu, dừng rước. Các bộ phận đưa đồ rước bày lại nguyên vị trí như lúc đầu. Ban tổ chức chuyển sang phần tế lễ. Các đoàn, gia đình, khách thập phương vào dâng hương, chiêm bái. Về phần hội, với chương trình biểu diễn văn nghệ của câu lạc bộ quan họ làng, giao lưu với trường sĩ quan chính trị, các đơn vị bạn tham gia biểu diễn cùng những trò chơi dân gian như đấu vật, chọi gà, cờ tướng, đập niêu, bắt vịt, đến bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thu hút rất đông người xem hò reo cổ vũ. Yên Mẫn có ao đình rất đẹp nên không thể thiếu được hát quan họ trên thuyền với những giọng ca mượt mà đằm thắm, làm say đắm bao lòng người. Nguyệt gác mái đình, phùng quan tế hội, chuông vàng gác cửa tam quan, người ơi đến hẹn lại về. Lễ hội đình làng Yên Mẫn cùng nhiều lễ hội xuân nổi tiếng vùng đất văn vật Bắc Ninh, Kinh Bắc là tập quán tín ngưỡng đẹp, hướng thiện, nét văn hóa cổ vô giá từ xưa truyền lại của người dân Việt. Quý vị và các bạn hãy đến với lễ hội làng Yên Mẫn, Kinh Bắc, Bắc Ninh để tham quan, chiêm bái một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa lịch sử miền quê quan họ, bản sắc
văn hóa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.